Minh Thể Thao của đài truyền hình Feedback xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt và sẽ là một trận đấu rất đáng được chờ đợi khi mà những ngày qua cả hai huấn luyện viên của hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo trước báo giới rằng họ sẽ chơi tấn công và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Trước khi trận đấu này được diễn ra thì huấn luyện viên của cả hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo, họ sẽ chơi tấn công và cống hiến hết mình cho 90 phút sắp tới. Gần đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Mặc dù trận đấu chưa được diễn ra, những pháo sáng đã được đốt trên khán đài A của sân vận động. Điều đó đã cho thấy được sức nóng của trận đấu này. Tiếng còi khai cuộc của trọng tài đã vang lên và trận đấu đã bắt đầu. Chuyền vào trong. Sterling. Conte. Không được. João Moutinho. Adama Traore. Sterling. Đường chọc khe. Sẽ có một quả phạt góc. Tình huống chưa bóng vào trong. Cơ hội tấn công. Một pha phạm lỗi. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Cự ly sút bóng là tương đối xa và có lẽ sẽ có một tình huống trèo bóng. Chuyền vào trong. Conte. Họ cần phải thi đấu đột biến và cần sự tỏa sáng bởi những pha bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Phạt vào trong. Tiếp tục là một quả phạt góc. Pha phản công. Pedro Neto. Không được rồi. Họ cần phải thi đấu đột biến và cần sự tỏa sáng bởi những pha bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Phòng thủ rất hay, sẽ có một quả ném biên. Pha phản công. Không hề có việt vị, có thể dứt điểm. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Cơ hội để phản công. Adama Traore. Anh sẽ làm gì đây? Chuyền vào. Coati. Aspilicueta. Conte. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Một quả ném biên. Một quả treo bóng.
phòng ngự rất chắc chắn. Với một thế trận như thế này thì đội chủ nhà sẽ rất khó để có thể áp đặt được lối chơi theo cách mình muốn khi mà đội khách đang chơi quá kín kẽ và kỷ luật. Adama Traore. Sút! Vào! Bàn thắng mở tỷ số đã đến và có lẽ nó sẽ khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Hồng Kông đang thi đấu rất tốt. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Đội thi đấu tốt hơn đã có được bàn thắng dẫn trước. Và ở ngoài đường pit thì huấn luyện viên đang ra hiệu cho các cầu thủ giảm nhịp độ trận đấu, chủ động nhường thế trận để chơi phòng ngự phản công. Theo xếp hạng của giới truyền thông thì Premier League luôn là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Xếp sau tiếp theo là các giải đấu La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1. Pha phòng ngự tỉnh táo. Tình huống chơi bóng vào trong. Trong các trận đấu, đôi khi khoảng cách giữa người hùng và tội đồ chỉ trong gang tấc. Một bàn thắng rất đẹp, pha dứt điểm là rất gọn gàng. Huấn luyện viên của hai đội đang đưa ra những chỉ đạo rất sát sao cho học trò của mình. Cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Các cầu thủ cần phải thi đấu quyết tâm hơn nếu họ muốn tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Lối chơi truyền thống kiểu Anh là tạt cánh đánh đầu giờ đây vẫn được các câu lạc bộ như Manchester United hay Chelsea sử dụng khá hiệu quả. Chuyền bóng tốt. Thủ môn đã buộc phải đâm bóng giải nguy. Chuyền bóng vào trong. Đánh đầu. Bóng đã được phát ra. Cơ hội tấn công. Rất nỗ lực. Tình huống nguy hiểm. Tình huống phòng thủ khá tập trung. Và như vậy hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Ruben Neves. Jorginho. Thủ môn đã rất xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc, một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Rất nỗ lực. Vâng rồi, như vậy là lưới đã rung lên. Có thể nói đó là một sai lầm chết người của hàng phòng ngự. Và đội bạn đã tận dụng một cách triệt để cơ hội của mình.
Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính và căng thẳng, và có không ít các pha tiểu xảo của các cầu thủ hai đội dành cho nhau ở những phút vừa qua. Conte. Aspilicueta. Chilwell. Conte. Aspilicueta. Sẽ có một tình huống ngã biên. Chuyển vào trong. Trôi qua mất rồi, các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Poli. Để mất bóng rồi. Phù hợp khá đơn giản. Aubameyang. Không được. Như vậy là đã có tình huống va chạm giữa các cầu thủ. Pha xử lý rất cầu thả. Thiago Silva. Conte. Nelson Semedo. Adama Traore. Adama Traore. Conte. Ruben Neves. Bendonca. Pedro Neto. Coabi. Zocot. Ruben Neves. Sẽ có một tình huống ngã biên. Như vậy là đã có sự thay đổi người. Thiago Silva. Sae. Chilwell. Adama Traore. Theo quan sát của chúng tôi thì có lẽ một số cầu thủ trên sân đang có dấu hiệu xuống sức. Huấn luyện viên nên đưa ra những sự thay đổi để gia tăng thế trận. Pedro Neto. Rất nỗ lực. Không được. Ngoài kênh Fightback TV, các bạn có thể theo dõi trận đấu này trên kênh Fightback Cộng 1 hoặc Fightback Phong Cách với chất lượng hình ảnh rất sắc nét. Tình huống nguy hiểm. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Nunes. Rất nguy hiểm. Trọng tài biên đã căng cờ báo bị vị. Đường truyền là khá tinh tế, nhưng rất tiếc là người nhận bóng lại ở trong tư thế bị vị. Thời gian thi đấu của trận đấu không còn nhiều. Aspilicueta. Aspilicueta. Phòng thủ rất tốt. Pedro Neto. Nelson Semedo. Ruben Neves. Conte. Đọc tình huống rất tốt. Rất tốt. Adama Traore. Chuyển bóng tốt. Đường chuyền sang cánh.
chuyền vào. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Quay Bách để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và Anh Trọng.